Chào các bạn, hôm nay ăn tôm hùm nha. Bữa nay tôm hùm nó hạ giá xuống chiếu xíu, bây giờ thấy nó lâu quá cũng hơi thèm, phải mua về ăn. Ăn với lại măng chua với củ kiệu, hôm đi đi đào. Dạo này ho quá phải uống nước. Rồi, uống nước à. Hôm nay trời nóng quá phải bận áo sắc mắt. Rồi làm thử con nha, lấy con chính giữa đi để coi cái càng nó làm sao. Càng nó ăn nó có chắc không? Hi guys, the lobster is we're eating today. It's on sale. Well, it's on sale, but it's still kind of pricey. Okay, it's like $12 a pound. It's not like it used to be anymore. That's that's the sale price. Oi, hey, cái càng đây. Mời các bạn chung nha. Nó ngon, nó ngọt gì đâu á. Củ kiệu hổm đi hái nè. Rồi. Măng hổm bị đào à? Bỏ ớt, cái loại ớt cay siêu cay mà năm ngoái trồng á, trầu nó cay. Hai cục này để dành chút nha. Mùi nó cay, cay ăn nó ngon. Măng măng ngâm xong nó giòn gì đâu á. Phải làm miếng à. Rồi mời các bạn nha. It's pickled bamboo that my wife make. It goes well together.
Để coi trong này có gì nha. Này chắc không cua được cả. Nó có cái gạch xanh đó. Cái này thì mình chỉ chấm thôi, múc nó ra. Ui. Ôi giời ơi. Rồi. Ăn cái này. Trời ơi, hết sảy nha. Ăn này tới công chuyện luôn. Ui, cái đã gì đâu á. So spicy. Coi cái củ kiệu à. Nó bự dễ sợ không? Bự bằng ngón tay á. Bỏ như vậy. Củ kiệu làm được cao gần cái tuần rồi đó. Vậy nó mới. Nó nồng. Trong đây hầu như là máu à, tiết á, màu trắng à. Nhưng mà ăn vẫn ngon, tại nó trộn chung với gạch á. Không xui cái đầu. Ăn cái càng này thích ăn càng, càng nó ngon gì đâu á. Thịt mấy con cái vỏ. Mấy con này bữa nay nó cứng, nó chắc.
ra, nó không ăn nguyên cá luôn, nó bị dính. Cảm giác ăn ngon gì đâu á. Rồi, chờ lúc. Nó chua chua, giòn giòn. Con này thì nó có miếng chút xíu gạch màu cam. Ây da da, nó béo đã luôn. Trong đây có gạch mà thấy chưa, nguyên miếng gạch ha. Rồi mời các bạn ăn nha. Sẽ làm đầu chấm á, chấm nó vô. Nó rớt xuống đây. Rồi giờ nó nằm ở trong đây nè ha. Ôi da. Rồi mời các bạn ăn nha. Nó béo.
Ui trời ơi. Coi măng à, hổm làm à, cắt nó bự đó nha, ngâm vô nó ăn nó đã gì đâu á. Rồi tới đây thôi nha, ăn no quá, còn chút xíu nữa ăn, còn con mấy nữa ăn không hết. Thôi đầu hàng. Nhưng mà thử cái măng chua của Kiệu. Của Kiệu thì con nó vẫn còn nồng quá, chắc là để theo khoảng tuần nữa ăn nữa mới ngon. Còn măng thì ăn được, ăn ngon, ăn cái này trời ơi, nó bắt gì đâu á. Rồi thôi nha, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhiều, hẹn gặp lại các bạn sau. See you next time guys, see you later.